Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp. Ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện có tựa đề là Cô bé Nancy đã chết. Đây là một câu chuyện có liên quan tới một bài thơ. Khi mà đọc xong bài thơ đó thì sẽ có thể gọi hồn cô bé Nancy lên và chơi với các bạn. Nhưng mà không phải là ở đâu đọc bài thơ đó cũng sẽ hiệu nghiệm, bởi vì cái bài thơ này chỉ duy nhất hiệu nghiệm ở một cái địa điểm, ở một ngôi trường nhất định mà thôi. Và ngôi trường đó trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là ngôi trường của Emma. Emma vừa mới chuyển tới một ngôi trường. Nguyên nhân á là bởi vì ba mẹ của Emma ly dị. Mẹ của Emma được nhận quyền nuôi con và Emma ở với mẹ. Khi mà ở với mẹ thì mẹ chuyển đi nơi khác ở. Vì vậy cho nên cuối cùng thì Emma phải chuyển trường, đi tới một ngôi trường mới, không hề có bất cứ một người bạn nào ở đó hết. Năm đó Emma học lớp 2 các bạn. Tới làm quen với người khác rất là khó, cho nên mỗi lần mà đi chơi á là Emma chỉ chơi có một mình thôi. Thì bữa đó lúc mà giờ ra chơi, Emma cũng chạy ra ngoài chơi giống như là mọi người bình thường thôi. Emma mới tới mà ngày hôm đó là lần đầu tiên Emma ra chỗ sân chơi. Tại vì bình thường ở trong lớp, mặc dù là giờ ra chơi nhưng vẫn không ra bên ngoài. Đặc biệt Emma lại là một người rất là nhút nhát, không có dám kết bạn với người khác, mà cũng không có quen trò chuyện với người lạ. Vì vậy cho nên cứ thui thủi một mình như vậy. Tự nhiên bữa đó cái Emma đi ra ngoài sân với mọi người. Và giờ ra chơi, ở trước sân có rất là nhiều chỗ chơi, ngay chỗ cái khu vui chơi của trẻ em. Giống như là trường mẫu giáo có khu vui chơi gì đó, mặc dù là lớp 2 nhưng mà vẫn có khu vui chơi giống như vậy. Ở đằng trước họ có quý một dãy xích đu, và mỗi một cái xích đu á đưa qua đưa lại thì sẽ có một màu khác nhau, xanh đỏ tím vàng, màu nào cũng có. Rồi một cái dãy xích đu chắc cỡ chừng 6-7 cái gì đó. Ở dưới đằng sau cái dãy xích đu đó là một dãy ghế, một vài cái dãy ghế cho học sinh muốn, nếu mà ngồi để chơi thì có thể ngồi để chơi, hoặc có thể ngồi đó để đợi tới lượt của mình chơi xích đu. Xa xa ở bên cạnh đó nữa là có một cái chỗ để mà cho con nít chơi, mấy cái cầu tù của trẻ em chơi á. Cầu tù cũng khá là to để cho những trẻ em cấp 1 có thể ở đó vui chơi. Cầu trượt rồi vòng xoay, nói chung là cái chỗ vui chơi rất là thú vị, rất là vui. Khi em mà đang tiến tới chỗ xích đu để mà tính ngồi lên để đu đưa chơi, đi đu đưa đi, đi đu đưa xích đu chơi, thì đột nhiên có hai người bạn khác tiến tới và chụp lấy tay của em mà, chụp lấy hai bên tay và kéo đi, nói với em mà rằng cậu không được ngồi ở ngay chỗ cái xích đu màu đỏ đó, cái chỗ xích đu màu đỏ đó là của Nancy. Khi em mà nghe như vậy, em mà mới quay ra đằng sau nhìn thử coi là có thấy ai tên Nancy hay không, tại vì mỗi một học sinh có dán một cái bảng tên. Em mà chỉ nghĩ là chắc có đứa nào đó nó tên Nancy, nó dành cái chỗ đó nó chơi thôi. Nhưng quay ra đằng sau không thấy ai hết, ngoại trừ hai người bạn đang hai bên kẹp hai cái tay của mình. Em mà mới hỏi là Nancy là ai chứ? Khi đó một người đã thả tay của em mà ra và chạy đi chỗ khác chơi. Còn lại một bạn nắm tay của em mà và kéo qua một bên, kéo qua bên cái chỗ mà chơi cầu tuột để mà nói chuyện. Cái người mà kéo em mà đi, bạn đó có một mái tóc đỏ và đang cột tóc hai chùm cao lên trông rất là dễ thương, và một đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Khi kéo em mà qua một bên, bạn đó mới giới thiệu, bạn đó tên là Lian. Lian mới nói với Emma, thực sự Nancy ở đây là một truyền thuyết, giống như là một cái truyền thuyết đô thị. Nhưng mà không biết là có thiệt hay không, tuy nhiên không ai dám ngồi ngay chỗ cái xích đu đó. Ở đây ai cũng biết, từ lớn cho tới nhỏ, không ai dám chơi cái xích đu màu đỏ đó hết. Hình như nghe đâu có một cô gái nào đó, một cô bé tên là Nancy đã từng chết ở trường này và ám cái xích đu màu đỏ đó. Theo truyền thuyết kể lại rằng, Nancy ở với ba mẹ của mình, tuy nhiên Nancy bị ba mẹ ghét bởi vì Nancy có tật, Nancy chỉ có một mắt thôi. Nancy bị người ngoài ghét đã đành ở nhà, còn bị ba mẹ ghét nữa. Nghe đâu là bữa đó Nancy đi học bị ăn hiếp, bị bạn bè đánh đập ở trên trường, khi mà về nhà còn bị ba mẹ đánh đập chửi bới chứ không có binh gì hết. Nancy lúc đó giận dữ quá và quá buồn về cuộc sống của mình, cho nên Nancy đã đi ra chỗ cái sân chơi này nè, đi tới chỗ cái xích đu màu đỏ đó, xích qua xích lại, rồi sau đó là Nancy quyết định tự tử, lấy cái xích đu đó quấn vào trong cổ. Không biết bằng cách nào đó đã dùng cái xích đu đó để mà treo cổ tự tử chết ngay chỗ cái xích đu màu đỏ đó. Và theo lời của Lian nói rằng, nếu như mà bạn ngồi ngay chỗ cái xích đu màu xanh dương, cạnh ngay cái xích đu màu đỏ, đọc lên cái bài thơ gọi hồn Nancy, thì bạn sẽ thấy cái xích đu màu đỏ đó, tuy không có người, nhưng nó sẽ đung đưa, chơi như là thể có ai ngồi ở trên đó đưa qua đưa lại. Và có thể là bạn sẽ thấy nguyên hồn ma của Nancy hiện lên. Và dĩ nhiên khi mà hồn ma của Nancy bị triệu hồi như vậy, chắc chắn hồn ma của Nancy sẽ giết chết người triệu hồi. Vì vậy cho nên, tốt nhất là đừng nên ngồi ở đó. Thì không chỉ là lời đồn nói là gọi hồn Nancy thì Nancy mới lên. Có nhiều trường hợp có người ngồi ở trên cái xích đu màu đỏ đó sẽ bị xô té xuống không ngồi được, hoặc là bị té đu qua đu lại sẽ bị tai nạn. Vì vậy cho nên Lian mới cảnh báo Emma và nói với Emma là đừng ngồi trên cái xích đu màu đỏ đó, và cũng đừng dại dột thử triệu hồi Nancy, bởi vì nó sẽ không có kết quả tốt đâu. Thực sự là trong lúc đó Emma đang buồn chuyện nhà, thêm với cái chuyện là đi lên trường không có bạn bè gì hết, cũng cảm thấy chán đời, cho nên Emma cũng muốn thử coi là gọi hồn của Nancy lên thì Nancy sẽ làm gì Emma. Cho nên Emma mới hỏi Lian là
như vậy cái bài thơ đó chính xác là nó nói về cái gì. Thì khi đó Lian cũng không dám nói lớn các bạn. Lian kề sát miệng vào trong tai của Emma và đọc thì thầm lẩm nhẩm cái bài thơ đó cho Emma vừa đủ nghe thôi. Và nội dung của bài thơ đó như sau: cô bé Nancy đã chết, đang ngồi trên chiếc ghế dài, một mắt dài và một mắt mấp. Cô bé Nancy đã chết, chiếc xích đu đỏ đang bỏ trống. Hãy đến đây ngồi xuống và cùng đu đưa với tôi. Nghe đu đưa cái tự nhiên cái nhớ tới đi đu đưa đi của Bích Phương các bạn ạ. Thì đó là nội dung bài thơ mà Lian đã đọc cho Emma nghe. Khi mà Emma nghe như vậy á, Emma không sợ gì hết. Emma tự nhiên nghe xong lẩm nhẩm để mà thuộc cái bài thơ đó. Ngay lập tức Emma đứng dậy tiến tới ngay chỗ cái xích đu màu xanh dương kế cạnh cái xích đu màu đỏ. Hành động đó của Emma đã gây sự chú ý của tất cả những học sinh ở gần đó, bởi vì đừng có nói là cái xích đu màu đỏ, ngay cả cái xích đu màu xanh dương cạnh cái xích đu màu đỏ cũng không ai dám bén mảng tới ngồi, và thậm chí là tới cách đó 2-3 cái xích đu cũng không ai dám ngồi gần luôn ấy. Mà Emma lại tiến tới ngồi sát cái xích đu màu đỏ. Đã vậy, sau đó Emma còn đọc lớn lên cái bài thơ nữa, đọc ngay cái câu đầu tiên là mọi người đều cái gì vậy? Nó đang làm cái gì vậy? Ghê vậy? Chơi lớn vậy má? Kiểu vậy đó. Thì khi đó Emma mới ngồi xuống và đọc lớn lên là cô bé Nancy đã chết. Bà đọc giống như là bà không có cần sự đời gì luôn á các bạn, mà cứ đọc vậy nè. Cô bé Nancy đã chết. Emma vừa ngồi trên cái xích đu màu xanh dương, đu qua đu lại, vừa đọc lớn cái bài thơ đó. Cô bé Nancy đã chết, đang ngồi trên chiếc ghế dài, một mắt dài và một mắt mất. Cô bé Nancy đã chết. Thì trong suốt quãng thời gian mà Emma đọc á, tất cả trẻ em ở xung quanh đó quay lại nhìn Emma và im. Tự nhiên hả, cái không gian đang ồn là trẻ em chơi đùa với nhau, đột nhiên im lặng hẳn luôn. Mọi người chăm chú lắng nghe Emma, như thể là họ cũng hy vọng là Emma hãy đọc xong cái bài thơ đó để mọi người có thể chứng kiến là có thật sự Nancy hiện ra ngay đó hay không, có thật sự như lời đồn hay không, và Nancy hình dạng trông như thế nào, kiểu như là tò mò đó các bạn. Mọi người đều nhìn, nhưng tất cả họ đều bị thất vọng khi mà vừa đọc tới cái câu thứ nhì á, là cô bé Nancy đã chết, vừa đọc tới cái câu mà cái phần thứ nhì thôi, chưa đọc xong nữa, tiếng chuông vang lên và tất cả mọi học sinh phải cháy vào trong lớp để mà học tập tiếp. Vì vậy cho nên Emma không thể nào hoàn thành đọc xong bài thơ đó. Sau đó thì Emma lại nói chuyện và chơi thân với Lian. Hai người nói chuyện và càng ngày càng thân nhau hơn. Và có một người bạn khác, người đã cùng với Lian kéo Emma tránh khỏi chiếc xích đu màu đỏ. Người đó tên là Eileen, và kể từ đó là ba người trở thành ba bộ đôi chơi thân thiết với nhau. Sau bữa đó Emma cũng dần quên đi về chuyện cái xích đu, bởi vì lúc đầu dạng như là bị stress muốn thử. Với lại không ai chơi với mình thì mình làm cái chuyện gây sự chú ý thôi. Nhưng mà sau này có bạn chơi với mình rồi thì cũng chẳng có còn nhớ tới chuyện cái xích đu nữa. Ba người bạn chơi cứ như vậy chơi thân với nhau và dần dần quên hẳn về câu chuyện xích đu. Mà thậm chí có muốn chơi thì sau đó Emma cũng ngay lập tức quên luôn cái bài thơ đó. Tự nhiên mới đọc thì mới nhớ đó thôi, cách ngày là quên hẳn luôn. Cũng kể từ đó trở đi, từ sau khi mà Emma có hai người bạn thân mới, Emma cũng tránh xa khỏi cái xích đu màu đỏ. Bây giờ là yêu đời rồi, có bạn là yêu đời rồi, không muốn chết được các bạn. Lỡ như Nancy hiện lên làm cái gì thì làm sao mà trở tay nổi, cho nên thôi tránh xa nó càng xa càng tốt. Sau này càng ngày càng lớn lên, Emma lại càng được nghe thêm nhiều cái câu chuyện về Nancy. Cái câu chuyện nổi tiếng nhất vẫn là Nancy đi tới đó thắt cổ chết ngay chỗ cái xích đu màu đỏ. Nhưng có một số câu chuyện kể lại rằng Nancy bị ba mẹ của mình giết chết. Nói rằng ba mẹ của Nancy không muốn con của mình bị tật nguyền và chán ghét cho nên đã giết chết Nancy. Cũng có một số người nói rằng đó cũng chỉ là một tai nạn thôi. Nancy hôm đó chỉ có một mình chơi ở ngay chỗ cái sân vui chơi đó, đang ngồi đánh đu và cố gắng đánh đu cao, thật là cao, và đánh cho nó thành một cái vòng quay ngược lại như vậy thì thành ra bị tai nạn, cái cổ quấn vào trong cái sợi dây và chết ngay chỗ đó. Đó là một tai nạn. Có rất là nhiều dị bản khác nhau kể về câu chuyện của Nancy, và tất cả những câu chuyện đó dĩ nhiên là cũng chỉ để hù con nít thôi. Dần dần bọn họ lớn lên, càng ngày càng lớn thì lại càng không sợ về cái câu chuyện đó. Tuy nhiên cũng không dám thử thách mình để mà đọc cái bài thơ đó một lần nào nữa. Vào năm Emma học lớp 6, khi đó Emma đã có sự tiếp xúc với mạng Internet. Emma rất tò mò, muốn biết là thực sự có phải ở cái sân trường hồi xưa của mình đã từng có người chết ở đó tên là Nancy hay không. Emma quyết tâm tìm hiểu thử coi là có cái chết nào xảy ra ở trường của mình hay không. Thì trái ngược với những lời đồn, những gì mà Emma tìm thấy chỉ là duy nhất một người đã từng chết ở ngay chỗ cái sân trường đó, nhưng không phải là một cô bé Nancy tầm khoảng chừng 7-8 tuổi như lời đồn, mà đó là một bà lão. Phải nói là một người giáo viên rất là lớn tuổi rồi, tầm khoảng chừng 80 mấy tuổi. Bà ấy lớn rồi nhưng mà vẫn vào trường chơi với học sinh. Bà cô giáo đó tên là Georgia Smith. Nghe nói là bà đang đưa một cái học sinh khác chơi cái xích đu màu đỏ đó thì đột nhiên bà bị đứng tim và chết ngay tại chỗ luôn, chết ngay đó. Đó là cái chết duy nhất xảy ra ở sân trường tiểu học của Emma mà thôi. Như vậy câu chuyện của Nancy cũng chỉ là lời đồn. Khi mà phát hiện ra cái sự thật đó,
Emma đã rất là phấn khích đem đi khoe với Liền. Thì các bạn khỏi phải nói là mình biết được cái tin gì đâu. Trời ơi, cái này ghê lắm, là ghê lắm nè. Không có thiệt đâu, để tao đọc báo là chứng cứ trên mạng internet này, nó ghê 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 không. Thì mình sẽ rất là phấn khởi đi khoe với bạn mình. Emma phấn khởi khoe với Liền. Lúc đó Liền cũng quên bẵng luôn câu chuyện về Nancy rồi các bạn. Tự nhiên cái Emma lôi ra nói là bạn còn nhớ là cái câu chuyện hồi xưa bạn kể cho mình nghe về Nancy không, việc cái bài thơ đó nó không có thiệt. Tại sao nè, chứng cứ đây nè, mình đưa ra cho bạn coi nè, chỉ có một cái chết mà đây là bà già chứ không phải là con nít. Như vậy là chuyện xạo, chuyện chỉ là lệch đồn. Khi Liền nghe Emma nói như vậy, Liền cũng khá là ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải là bởi vì tin tức mà Emma đưa cho Liền, bởi vì Liền biết rõ những cái câu chuyện đó thừa biết là chuyện người ta bịa ra để hù con nít thôi. Nhưng mà ngạc nhiên là bởi vì Emma vẫn còn nhớ tới cái câu chuyện đó, bởi vì lúc đó là họ học lớp 6 rồi, mà cái câu chuyện xảy ra cái năm mà học lớp 2. Câu chuyện đã rất lâu mà Emma vẫn còn tò mò tìm hiểu thông tin như vậy. Sau khi biết nó là như vậy thì là như vậy thôi các bạn. Ba người bạn Emma, Liền và Aileen, cả ba người cùng chơi thân với nhau từ lớp 2 rồi tới lớp 6, rồi sau này cũng chơi thân với nhau. Nhưng mà sau lớp 6, Aileen chuyển qua một tiểu bang khác sống, không có còn ở cạnh hai người bạn của mình nữa. Và cũng kể từ đó trở đi, chỉ có một mình Emma và Liền chơi thân với nhau mà thôi. Liền còn rất là nhiều người bạn khác nữa, bởi vì tính của Liền cởi mở và chịu giao lưu với người khác. Còn Emma thì hoàn toàn trái ngược lại, chỉ có duy nhất một người bạn thân nhất cuộc đời mình là Liền mà thôi. Mà Liền cũng rất là thân với Emma nha. Nói chung là nếu mà Emma nói cần, Liền sẽ có mặt ngay lập tức. Chơi rất thân với nhau và rất là thật lòng với nhau nữa. Cái lần mà con chó ở nhà Emma nuôi chết á, Liền là người đã ở đó cùng với Emma tổ chức đám tang cho con chó đó. Rồi cái lần mà lần đầu tiên trong cuộc đời Liền bị thất tình, Emma cũng ở đó dỗ dành bạn thân của mình. Hai người chơi thân tới độ mà thân tới năm 16 tuổi, là các bạn tưởng tượng là chơi thân tới độ nào. Đó là một tình bạn cực kỳ đẹp. Tuy nhiên năm 16 tuổi là năm khủng khiếp nhất của Emma. Năm đó Emma suýt chết, và năm đó Emma mất đi người bạn thân nhất của mình là Liền. Liền đã chết vào năm cô 16 tuổi. Sau cái chết của Liền, Emma luôn luôn tự trách và dằn vặt bản thân mình. Sự việc xảy ra là vào đêm hôm đó, hai người bạn học nhóm ở nhà Liền. Sau khi học nhóm xong, Liền mới đưa Emma xuống xe, tại vì xe của Emma đậu cũng khá xa, không có chỗ đậu xe. Liền không an tâm để bạn mình đi một mình, cho nên mới đi cùng bạn mình tới chỗ đổ xe. Khi mà họ đi ngang qua một cái con hẻm, ở đó có mấy cái thằng thanh niên tụ tập. Những cái thanh niên đó hình như tầm khoảng chừng 20-21 tuổi, hình như là học đại học ở gần đó. Khi thấy hai bạn nữ này đi ngang qua thì những cái thằng thanh niên kia nó mới huýt sáo, nó kêu, nó trêu chọc. Khi mà bị trêu chọc như vậy, hai người cũng sợ lắm các bạn. Khi đó Emma đi trước Liền một chút, Liền vội vã chạy tới nắm tay của Emma và nói là thôi mình đi nhanh đi, mấy người này thấy ghê quá. Nhưng những cái thằng thanh niên đó nó không bỏ qua. Có một thằng tiến tới chụp lấy tay của Liền kéo lại, nói là mày đi đâu đó, sao tụi tao gọi mà mày không trả lời. Vô duyên, tự nhiên cái kêu người ta, cái người ta trả lời đâu có quen biết gì đâu. Mà những cái thằng đó nó say hết rồi, nó xỉn hết rồi các bạn. Khi mà nó nói chuyện cái mùi phà ra toàn là hơi rượu không. Khi đó hai người rất là sợ, cả Emma và cả Liền cũng rất là sợ, không biết phải làm sao hết. Nguyên một đám thanh niên ở đó đâu biết nó sẽ làm gì đâu. Lúc đó Emma cố gắng kéo tay Liền lại, Liền thì lại bị thằng kia nắm cái tay lại. Liền cố vẫy cái tay ra nhưng không được, thằng kia nó quá mạnh đi. Sau đó không biết Liền đã nói gì với thằng kia, chỉ biết là Liền cảm thấy rất là đau, cảm giác như là đầu của mình bị đập vào trong tường, rồi có cái gì đó rất là đau ở sau lưng, hình như là bị đâm, đau đau lắm. Emma ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thấy mình ở trong bệnh viện, cảnh sát tới lấy lời khai và báo cho Emma biết là Liền đã chết. Liền đã bị những tên côn đồ tấn công và đâm vào trong người của Liền 23 nhát. Cũng may mắn là Emma chỉ bị đâm có một nhát thôi, suýt chết. Nếu mà không đưa vào trong bệnh viện kịp thời là mất máu cho tới chết. Cũng may là phát hiện ra kịp. Khi đó Emma có cho lời khai, nói là người tấn công họ nhìn như thế nào và ở đó có bao nhiêu tên. Khi mà cho lời khai xong thì những cái lời khai đó, nói chung là hình dạng đưa ra nó rất là chung chung. Mình nhìn cái tấm hình đó mình kiếm còn khó, nó chỉ là hình vẽ từ lời kể của Emma, cho nên cái vụ án đó coi như là không bắt được hung thủ. Liền đã chết một cách oan ức. Sau cái chết của Liền, khỏi phải nói Emma đã tự trách bản thân mình như thế nào. Bởi vì đêm hôm đó, nếu như mà Liền không đưa Emma ra ngoài xe thì chắc chắn là Liền sẽ không bị kết cục như vậy. Liền lại là một người được rất nhiều người yêu mến. Cái ngày mà đi đám ma của Liền có rất là nhiều người chửi Emma luôn. Mặc dù là những người mà người ta hiểu chuyện, người ta nói là cái đó là tai nạn, nhưng có nhiều người người ta không hiểu chuyện, người ta nói là tại mày Liền mới chết, tại chơi với mày số xui cho nên mới chết, rồi tại mày hả, tại tiễn mày về cho nên Liền mới chết. Không những thế, lên Facebook cũng hết 90 người nhắn tin hăm dọa là đòi giết em mà. Nhưng mà em mà mặc kệ những cái lời đó, người ta nói cái gì thì người ta nói thôi, đâu có ngăn cản người ta nói được. Nhưng tận sâu trong thâm tâm của em mà rất muốn chết, là bởi vì em mà mất đi một người bạn thân nhất của mình. Đó chính là Liền. Emma có mẹ nhưng mà mẹ không có quan tâm Emma lắm.
giống như là lo đi làm kiếm tiền thôi, chứ không có chăm sóc về cái tinh thần của con cái, không có chăm sóc về tinh thần của em mà. Cái chết của Liền khiến cho em mà tụt tinh thần dữ dội, thậm chí là em mà muốn tự tử để chết nhưng không dám. Có hôm á, nhiều đêm, rất là nhiều đêm em mà đi ở ngoài đường một mình, cứ chỗ nào tối á, hoặc là có những cái con hẻm là lủi vào trong đó với hy vọng là có thể tìm thấy cái đám người đã giết chết Liền. Có thể là sẽ không báo thù được, nhưng mà em mà nghĩ là nếu như mà tìm thấy tụi nó có thể dùng dao giết chết em mà cũng được. Mình không tự giết mình, bản thân mình không tự kết liễu mình được, thì để cho tụi nó giúp mình kết liễu cuộc đời của mình. Và một đêm nọ, em mà cực kỳ nhớ Liền luôn các bạn, khóc vừa đi vừa khóc nhớ bạn mình. Đi một hồi em mà lại đi tới khu vui chơi của sân trường cấp 1. Em mà đi vào trong đó và nhớ lại những kỷ niệm lần đầu tiên gặp Liền như thế nào. Liền đã kéo em mà ra và nói với em mà về câu chuyện, về bài thơ về Nancy. Em mà nước mắt rơi nhưng miệng mỉm cười khi mà nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu. Nghĩ là trời ơi, hồi đó con nít ngây thơ dễ sợ, đâu có ngờ lại lớn lên mỗi đứa mỗi nơi, rồi sự việc xảy ra là như vậy. Em mà rất muốn quay trở về cái khoảnh khắc thời thơ ấu đó, cùng vui chơi với những người bạn của mình, những người bạn thân thiết nhất cuộc đời của mình. Rồi đột nhiên em mà nhìn tới chỗ cái xích đu màu đỏ. Em mà tiến tới ngồi cạnh cái chiếc xích đu màu xanh dương. Em mà nhớ tới những cái bài thơ, cố nhớ coi là cái bài thơ mà Liền đã kể với mình, đã đọc cho mình nghe, nó có nội dung là cái gì. Rồi cuối cùng thì em mà cũng nhớ ra, và em mà bắt đầu đọc. Đọc câu đầu tiên, cô bé Nancy đã chết. Khi mà đọc tới đó, những cái kỷ niệm về Liền lại xộc về một lần nữa. Em mà ngước mắt lên mà nước mắt nó cứ rớt xuống. Là lúc này không sợ gì hết các bạn, còn hy vọng đọc xong, hy vọng Nancy hiện lên giết chết mình đi cho rồi. Thì cũng là hy vọng có một cái gì đó nó sẽ kết liễu cuộc đời của mình. Em mà quyết định đọc tiếp và cố gắng hoàn thành xong bài thơ, cố gắng hoàn thành xong cái việc mà hồi xưa, hồi nhỏ mình đã không hoàn thành được, là đọc xong cái bài thơ Triệu Hồi Nancy. Câu tiếp theo của bài thơ là đang ngồi trên chiếc ghế dài. Khi mà đọc tới đó, em mà nhìn qua chiếc ghế dài ở sau lưng của em mà, em mà nghĩ là chắc cái ghế đó ám chỉ chiếc ghế mà Nancy đã từng ngồi. Nhưng mà nhìn lại cái ghế đó, bây giờ nó đã được thay mới rồi. Cái ghế mà hồi xưa, cái năm mà em mà còn học ở đó, cũ lắm, bị rỉ sét, thậm chí có một cái chân còn được thay thế bằng một khúc gỗ nữa, nhưng mà bây giờ nó mới toanh. Nhìn xung quanh cái chỗ mà khu vui chơi á, tất cả những thiết bị đồ đạc cũng đã đều được sơn phết rất mới. Chỉ duy nhất cái xích đu màu đỏ ở bên cạnh của em mà đang ngồi á, là nó còn cũ kỹ, không ai dám động vào thôi. Ngay cả cái chiếc xích đu xanh dương mà em mà đang lắc qua lắc lại đang chơi á, đang ngồi ở trên đó, nó cũng mới toanh luôn. Rồi em mà lại đọc tiếp cái bài thơ Một mắt dài và một mắt mất. Khi đọc tới đó, đột nhiên em mà cười. Em mà nghĩ là trời ơi, sao mà hồi nhỏ mình ngây thơ dữ vậy không biết. Một mắt dài là như thế nào? Dài là dài sao? Tại sao nói là một mắt dài? Con mắt của mình là như vậy thôi, chứ nó dài là nó ngang bằng ra như vậy. Một mắt mất thì là bị đuôi một mắt là mình biết rồi. Mà nói là mắt dài nó khó hiểu quá. Như vậy mà con nít nó cũng tin nữa, nó cũng sợ nữa. Thiệt đúng là con nít. Lúc đó em mà còn nghĩ như vậy nữa. Cười, sau đó em mà lại đọc tiếp cái câu tiếp theo. Cô bé Nancy đã chết, chiếc xích đu đỏ đang bỏ trống. Hãy đến đây ngồi xuống và cùng đu đưa với tôi. Khi mà đọc xong rồi, em mà nhắm mắt lại với hy vọng là sẽ cảm nhận được một cái gì đó nó hiện ra và nó bóp cổ chết em mà cho rồi. Nhưng không thấy gì hết. Em mà lúc đó tự nhiên nước mắt rớt ra tuôn trào. Rồi em mà mới nhìn lên trời nói là Liền ơi. Và cuối cùng thì mình đã đọc xong bài thơ đó. Mình đã chứng minh được là bài thơ đó hoàn toàn không có thiệt. Mình đã đọc xong rồi, mình đã hoàn thành xong thứ mà mình chưa hoàn thành. Trong đêm tăm tối, trong khu vui chơi của con nít, không có một bóng người, không có một ngọn gió, chỉ có một mình em mà ngồi trên cái xích đu màu xanh dương, đu qua đu lại, nước mắt thì cứ rơi lã chả, ngẩng mặt lên trời và khóc thút tha thút thít. Khi mà đang khóc như vậy á, đột nhiên có một tiếng nói vọng lên từ đằng sau lưng của em mà. Đó là giọng nói của một đứa con nít tầm 8 tuổi và nó nói là xin lỗi. Thì nghe như vậy, đột nhiên em mà đứng người luôn, đứng hình luôn các bạn. Rợn cả gai ốc, nó phát ra từ sau lưng của mình. Có khi nào đó là Nancy hay không? Chẳng lẽ Nancy là có thiệt? Em mà từ từ quay lưng lại thì thấy một đứa con nít 8 tuổi đứng đó với một mái tóc dài ngang vai, tóc còn xoăn thành lọn lọn rất là dễ thương và đáng yêu nữa. Gương mặt của cô bé đó tròn và có thể sẽ rất là khả ái và đáng yêu nếu như không có chi tiết này. Đó là hai con mắt của cô bé đó. Một con thì nó rơi, cái tròng mắt nó rớt ra bên ngoài và nó treo toàn ten ở trước cổ. Cái cổ thì bị giống như là bị bầm tím hết nguyên cái dòng cổ và nó sưng tấy lên. Con mắt thì cứ treo toàn ten ngay đó. Và một con ở bên đây là một cái hốc mắt màu đen thui, không có con mắt ở đó. Và đó chứng tỏ cái con bé đó chính là con ma Nancy. Lúc này em mà đã có thể khẳng định được là hồn ma Nancy đã hiện lên rồi. Nhưng
em mà vẫn ráng hỏi là em có phải là Nancy hay không, cố cố hỏi để khẳng định là không có còn con ma nào khác là ngoài cái con ma đó. Thì cái con bé đó nó mới trả lời là vâng đúng vậy, khi con bé ma đây đứng trước mặt của em mà hai cái tay của nó nắm hai cái váy mà giống như là cứ xe xe cái váy như vậy nè, sau đó nó đưa tay vào trong túi và lấy ra cái khăn giấy, đưa cái khăn giấy đó cho em mà và nói là bây giờ chỉ cần cái này. Em mà mới lấy cái khăn giấy rồi cảm ơn. Không hiểu là tại sao em mà có can đảm đứng nói chuyện với một hồn ma của Nancy. Có thể là em mà đã trải qua tận cùng nỗi đau của cuộc đời rồi và không có gì có thể làm cho em mà sợ hãi được nữa. Em mà vẫn tiếp tục khóc thút thít. Em mà nhớ là em mà lấy cái giấy đó lau nước mắt sau đó hỉ mũi nữa. Sau đó con bé ma nó tiến tới chỗ cái xích đường màu đỏ, nó ngồi xuống và nó nói là đúng, em tên là Nancy, em còn nhớ chị mà. À, chị có thể tiến tới sau lưng của em và đẩy xích đu cho em hay không? Khi mà nghe như vậy, em mà cũng giật mình nói, ủa sao con này nó biết mình mà nó nói nó còn nhớ mình nữa. Nhưng mà em mà cũng không biết tại sao em mà lại làm như vậy. Em mà đứng dậy, tiến ra đằng sau lưng chiếc xích đu màu đỏ và vịn vào vai của đứa bé đó và đẩy. Mình phải vịn vào vai mình mới đẩy qua, để lại được. Em mà còn nhớ rất rõ cái khoảng thời gian mà em mà chạm vào trong cái đứa bé đó là lạnh ngắt. Như thể là các bạn lấy tay chạm vào một thanh sắt mà bị đông đá cứng ngắt gì đó. Nhiệt độ xung quanh cô bé đó dường như là bị hạ xuống âm độ C. Em mà vẫn tiếp tục đẩy chiếc xích đu đó mà em mà cũng không biết là có phải là mình thực sự đẩy một đứa bé đang ngồi trên chiếc xích đu đó hay là đẩy cái chiếc xích đu không, bởi vì do mình bị điên rồi mình tưởng tượng ra. Nhưng mà em mà cứ đứng đó và đẩy cái chiếc xích đu để qua để lại. Em mà mới hỏi Nancy là em nhớ chị thiệt sao? Đứa bé đó nó mới trả lời là vâng vâng em nhớ thật mà. Em còn nhớ vào khoảng thời gian rất rất lâu rồi, chị gần như là đọc xong cái bài thơ đó. Tuy chị không phải là người đọc hết bài thơ, nhưng chị là người duy nhất dám đọc nửa bài thơ. Và không có nhiều người dám làm như vậy đâu. Theo trí nhớ của em là như vậy. Em mà khi đó quá đau lòng về nỗi đau mất bạn của mình, cũng không quá chú tâm về những gì mà đứa bé kia nói. Sau đó em mà mới nói, ấp úng, như vậy em có nhớ tới một cô bé tóc đỏ cột tóc hai chùm không? Nancy trả lời là, vâng. Nhìn có vẻ cô ấy cũng rất tử tế. Khi mà nói tới đó, em mà mới bực khóc và nói rằng bạn ấy vừa mới mất, bạn ấy bị người ta sát hại cho đến chết. Khi nghe em mà nói như vậy, Nancy mới an ủi và nói là em xin lỗi, em rất tiếc về chuyện đó. Và những gì mà Nancy nói ra sau đó, em mà không nghĩ là cái đó phát ra từ miệng của một đứa trẻ 8 tuổi hoặc là hồn ma của một đứa trẻ. Cái câu nói sau đó, nó hoàn toàn khác hẳn so với những hành động tử tế mà Nancy đã làm với em mà và những lời nói tử tế mà Nancy đã nói với em mà. Vẫn là giọng nói con nít trong trẻo nha các bạn. Nó nói là chị có muốn giết chết cái thằng khốn nạn để giết chết cô ấy hay không? Khi nghe xong câu đó em mà phá lên cười, bởi vì cuộc đời của mình nó làm sao á các bạn, có được người bạn thân nhất, người bạn đó chết rồi bây giờ nói chuyện với một con ma đó lại xúi mình đi giết người. Em mà mới nói chuyện với Nancy, em mà nói là cho dù là chị có muốn giết chết tên đó thì bây giờ cũng không biết nó ở đâu hết. Mà giết chết nó thì bây giờ chị sẽ phải ở tù. Mà đừng có nói là ở tù, cho dù là muốn giết cũng không giết được. Bởi vì thứ nhất không biết nó là ai, thứ nhì không biết nó ở đâu. Mà có gặp nó thì làm sao giết nó được, bởi vì nó đi chung với bạn của nó. Hoặc có thể một mình nó đi cũng chưa chắc gì đánh lại nó, giết được nó. Ngay sau khi Emma nói như vậy, Nancy liền nói với Emma là hắn ta tên là Garth, Garth Strickland, 24 tuổi. Hắn ta có một chiếc xe thể thao màu xám, hai cửa. Hiện tại hắn đang trốn sâu ở trong rừng, ở cùng với những người bạn của hắn, ở cùng với những người đã chứng kiến cảnh hắn dùng dao đâm chết Lian như thế nào. Cái tên hèn hạ đốn mạc đó, nó trốn ở trong rừng và nó không hề hối hận về những gì mà nó đã làm. Nó nói là Lian đáng phải chịu như vậy bởi vì bận đồ giống như là một đứa con gái hư hỏng và dám gọi tên của hắn. Nó nói là những gì mà hắn làm là do rượu chứ không phải là do hắn làm như vậy. Hắn không nhận tội và hắn vẫn không hối hận về những hành động của hắn. Khi mà nghe như vậy, em mà mới hoảng hốt giật mình, những gì mà cảnh sát không tìm được. Nancy biết hết các bạn. Như vậy hồn ma của Nancy không đơn giản. Em mà mới nói với Nancy là Sao em có thể biết được những chuyện này chứ? Nancy mới có một cái con mắt treo toàn ten á, hướng cái con mắt đó nhìn về phía của em mà. Cái con mắt đó với một tròng mắt màu xanh dương các bạn, hướng nhìn em mà và nói rằng em biết rất nhiều chuyện ở quanh đây, chị có muốn trả thù hay không? Một mắt cho một mắt. Khi này em mà đang đứng trước mặt của Nancy rồi, nhưng mà Nancy vẫn còn ngồi trên chiếc xích đu, tự lấy chân của mình đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại. Cái con mắt ở đằng đây này nó vẫn cứ đong đưa đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại. Nancy lại tiếp tục nói, nợ máu phải trả bằng máu, em có thể giúp cho chị giết chết tên khốn đó, bởi vì hắn đáng chết. Mà chị có biết không, Lian không phải là nạn nhân đầu tiên, hắn ta đã làm tổn thương rất nhiều cô gái, nhưng Lian là người mà hắn ta giết đầu tiên, nhưng mà cũng không chắc có phải là người cuối cùng hay không. Bây giờ chị giết hắn ta giống như là thay trời hành đạo thôi. Chị có muốn trả thù cho Lian hay không? Khi nghe những lời nói này của Nancy, em mà ngay lập tức nhận ra rằng Nancy không đơn giản chỉ là một đứa trẻ.
không chỉ là một hồn ma của một đứa trẻ. Emma khi đó mới khoanh tay lại như thế này, nhìn Nancy và nói là: người không đơn thuần chỉ là một hồn ma của một đứa trẻ, đúng không? Nhưng mà sao cũng được, để giết chết tên khốn đó thì bây giờ tôi cần phải làm gì? Khi nghe Emma nói như vậy, Nancy nhảy ra khỏi chiếc xích đu đứng đối diện với Emma và nói rằng: chị quả thật là thông minh, tôi chưa bao giờ là hồn ma của một đứa trẻ 8 tuổi cả, mà cũng lâu rồi tôi chưa có hành động gì. Để nhớ coi, rất lâu rồi ở đây từng có một bà lão. Bà lão mà cái bà lão đó tôi cũng đâu có giết bà đâu. Chỉ có điều bà thấy được hình dạng của tôi, không chịu nổi, đứng tim mà chết, chứ tôi cũng chả có ra tay giết bà ta. Thiệt sự là chị cũng không cần phải làm gì đâu. Tôi chỉ muốn đi theo chị, nếu như mà chị đồng ý chấp nhận cho tôi nhập vào trong người của chị, thì tôi sẽ giúp cho chị giết chết cái tên cặn bã kia và những người bạn khốn nạn của hắn, những người đã nhìn hắn đâm từng nhát vào người của Lian, người bạn thân nhất của chị. Như vậy chị có đồng ý để tôi nhập vào trong người của chị đi giết những tên cặn bã này hay không? Đôi bên cũng có lợi mà, chị á thì được trả thù, còn tôi thì hành động có được những con mồi mới, những tên cặn bã của xã hội. Ngay lúc đó em mà biết chắc chắn là Nancy không tốt bụng gì đâu, không tốt lành gì hết á. Và em mà rất muốn có thời gian để suy nghĩ nhưng không hiểu tại sao mà em mà không nghĩ gì hết các bạn. Lúc đó vẫn là dưới hình dạng hồn ma của một đứa bé gái 8 tuổi thì nó đứng cỡ như vậy thôi. Em mà 16 tuổi cao rồi, em mà khi đó mới quỳ xuống một chân để mà bằng với lại cái hồn ma đó. Em mà đưa một tay lên kiểu như là thỏa thuận á, hai người thỏa thuận là ok, chấp nhận luôn. Em mà chấp nhận bằng mọi giá phải giết chết cái đứa đó và trả thù cho Lian. Khi em mà đưa tay ra vậy mà nói rằng thỏa thuận, sau khi xong việc tôi sẽ đưa cô lại chỗ này. Nancy đưa tay ra bắt tay em mà giống như là hai người đã chính thức ký hợp đồng với nhau. Khi đó Nancy mới nói với em mà là: được thôi, dù gì thì tôi cũng rất thích chỗ này, không phải tự nhiên mà tôi trở thành huyền thoại của những đứa con nít ở đây đâu. Trong lúc mà Emma vẫn còn nắm tay của Nancy, Emma đột nhiên thấy Nancy thay đổi. Không có còn là hình dạng của một đứa con nít 8 tuổi nữa, mà cơ thể dần dần lớn lên. Mái tóc không còn là một mái tóc vàng với những lọn tóc xoăn, mà thay vào đó là một mái tóc màu đỏ thẳng tắp dài. Con mắt lòng thòng không còn là con mắt màu xanh dương, mà thay vào đó là màu nâu hạt dẻ, và cũng biến đổi, nó cũng từ từ kéo lên, ịn là vào trong con mắt ở đây, rồi ở đây lồi ra một con mắt khác. Thay đổi, khi mà nó thay đổi hoàn toàn thì hiện lên trước mặt của Emma là hình dạng của Lian. Không phải là một hình dạng đáng sợ hơn, mà chính là hình dạng của Lian, người bạn thân nhất trong cuộc đời của Emma. Khi mà nắm tay, Emma cảm nhận được cái hơi lạnh. Mặc dù biết trước mặt mình không phải là Lian, chỉ biết là hồn ma đó nó giả dạng đó, nhưng Emma vẫn muốn tin vào sự giả dối đó, và Emma khóc nức nở. Emma ôm cái thứ có hình dạng của Lian vào trong lòng và Emma nói rằng: tớ xin lỗi về tất cả mọi thứ, tại tớ mà cậu đã chết. Khi đó Lian mới nói là: không, đừng nói như vậy, lỗi không phải là tại cậu. Cảm ơn cậu đã từng là bạn thân của tớ. Sau đó hai người ôm nhau. Khi hai người ôm nhau, Emma cảm nhận như là Emma đang ôm phải một cái cục đá nó lạnh thấu xương. Và cái lạnh đó không chỉ là lạnh bên ngoài, mà từ từ cái lạnh đó nó thấm dần vào trong từng thớ thịt, từng tế bào trong người của Emma luôn. Nó lạnh cắt da cắt thịt luôn ấy. Được một hồi á, Emma cảm nhận như Nancy đang ở trong cơ thể của Emma. Hay Emma đang ở trong cơ thể bị Nancy khống chế cũng không biết được. Chỉ biết là sau đó Emma đã lấy một chiếc xe của mẹ của mình và chạy đi, chạy tới chính cái địa điểm ở trước cái ngôi nhà ở trong rừng. Và nhìn vào trong đó, Emma biết chắc chắn là cái bọn người đã giết chết Lian ẩn nấp ở trong đó. Và Emma sẽ vào trong đó dùng con dao đâm chết từng đứa một, kể cả cái đứa đã giết chết Lian và kể cả những đứa đứng nhìn, nhìn mà không hành động, nhìn mà không can. Từng đứa một sẽ phải chết. Từng đứa một Emma sẽ phải đâm vào trong người của bọn chúng 23 nhát để trả thù cho Lian. Và đó là hết câu chuyện của chúng ta. Thực sự là hết câu chuyện rồi đó các bạn. Phần sau này cũng dạng như là hơi giống với Creepypasta để cho các bạn tưởng tượng và suy đoán sau này sẽ xảy ra những gì. Tác giả của câu chuyện này tên là The Odd Cat Lady, có thể dịch là người phụ nữ mèo kỳ lạ. Phải nói đây là một câu chuyện buồn của cuộc đời của em mà. Không có gì vui vẻ, tự nhiên có người bạn thân, rồi người bạn thân nhất là cái nỗi đau á, khi mà Lian chết phải nói là rất là buồn á. Lian là một người bạn cực kỳ tốt đối với em mà, và Lian đã phải chết một cách rất là oan ức, chết một cách rất là đau đớn nữa, bị đâm 23 nhát cho tới chết. Vì vậy á, mình đọc mà mình còn tức, mình còn ghét mấy cái đứa, cái thằng mà Clark nó đã giết chết Lian, rồi những cái đứa bạn đứng nhìn không làm gì hết, sau đó lại còn bao che nữa. Nhưng mà cái phần cuối, cái phần hồn ma của Nancy thì có rất là nhiều cách giải thích. Cũng là có hai cách, có thể là giải thích ma, cũng có thể giải thích là không phải là ma. Nếu giải thích không phải là ma thì có thể là lúc đó Emma đã bị điên lên rồi. À không được, tại vì cuối cùng thì cũng có thể đi tới chỗ mà tụi nó ẩn náu thì chắc chắn là ma rồi. Chỉ có Nancy là ma mới biết được tất cả những thông tin mà kể cả cảnh sát điều tra cũng không biết được.
Nhưng mà mình có thể nghĩ là Nancy có thể dụ dỗ nói với lại em hả là để cho Nancy nhập vào người của em mà, nhưng nhập vào giết người xong không chịu ra thì làm gì được nó. Khi mà nó nhập vào thì nó khống chế cơ thể của em mà. Em mà đâu có biết cách nào để đuổi nó ra, trong khi nó là một cái con quỷ thành tinh rồi các bạn, cái gì nó cũng biết hết. À đúng rồi. Cái mà nguy hiểm của cái con Nancy thì nó cũng có nói mà. Nó nói là nó ở cái chỗ đó lâu lắm rồi, nó không có hành động. Cái lúc mà em mà điều tra ra có người đã chết ở đó thì cái người phụ nữ chết ở đó cũng thập niên 1970 mấy. Và nó nói là cái đó là không phải nó giết, mà là bả thấy nó, bả sợ bả chết thôi, chứ không phải là tận tay nó giết. Có thể là nó đang rình rập chờ đợi một cái con mồi nào đó sẽ đọc cái bài thơ triệu hồi nó lên, sau đó nó sẽ dùng lời lẽ dụ dỗ những cái kiến thức của nó biết về cái con mồi của nó để nó dụ cho con mồi. Nói với con mồi là mày cho tao nhập vào người mày, tao sẽ giúp mày trả thù, hoặc là mày cho tao nhập vào người mày, tao sẽ giúp mày làm cái này làm cái kia. Thì chỉ cần người đó đồng ý là cho nhập vào thôi. Còn những cái lời sau đó là mày đưa tao trở về chỗ này hay là tao sẽ xuất ra, hoặc nó thậm chí nó cũng không có nói với là em mà là tao nhập vào người mày xong rồi tao sẽ xuất ra, mà có thể là nó đang cố gắng chiếm ngự thân xác của một người nào đó và cuối cùng nó đã thành công chiếm ngự thể xác của em mà. Nhưng mà đối với em mà thì thật sự khi mà em mà đã nói là chấp nhận để cho Nancy nhập vào người mình đi trả thù thì cũng là lúc em mà tự nguyện từ bỏ cái tính mạng mà em mà đang có, tất cả mọi thứ có thể trả giá để mà trả thù cho người bạn của mình là Lian. Nói chung đây cũng là một cái câu chuyện buồn. Khi mà Nancy nhập vào trong người của em mà thì chắc chắn là em mà sẽ có một cái sức mạnh cực lớn có thể giết chết hết tất cả những đứa ở trong đó, và sau đó thì có thể bỏ trốn mà không bị phát hiện. Nhưng kết cục còn như thế nào nữa thì còn tùy vào trong trí tưởng tượng của các bạn. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay. Bóp hy vọng là các bạn thích video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bóp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.